Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chào tất cả quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Mr. Thất. Hôm nay thì em lại thực hiện một video review một chiếc nhà sàn trong series review nhà sàn trên kênh YouTube của Mr. Thất. Thì hôm nay thì em vào nhà ngoại anh chị ạ, nên là em sẽ review một chiếc căn nhà sàn của nhà bố mẹ vợ của em anh chị nhé. Thì đây là một căn nhà sàn của người dân tộc Mường anh chị ạ. Nói chung là dân tộc Mường hay dân tộc Thái cũng vậy, nói chung là về nhà sàn thì nó đều thiết kế giống nhau hết. Đấy, đều làm bằng gỗ hết anh chị ạ. Và gầm rất là cao. Em cho anh chị xem ngoài cổng trước nhé. Đấy, cổng thì cũng xây bằng bằng bê tông và ốp gạch anh chị ạ. Nhưng mà xung quanh này trồng rất là nhiều cây luôn. Ở bên này là cây bí này, rồi cây đu đủ này, đậy hoa, trồng hoa đấy. Và đây cũng là cây đu đủ này anh chị này. Cây đu đủ này trồng gần được một năm rồi, nhưng mà được rất là nhiều trái luôn. Đấy, rất là nhiều trái anh chị nhé. Rất là sum xuê luôn, ăn không hết luôn. Còn đây là rau cải này, rau cải ông bà trồng trước nhà. Đấy, rất là đẹp. Căn nhà này thì ông bà mới làm được gần một năm nay anh chị ạ. Gần một năm, ngày trước ở trên đồi, nhưng mà ở khu vực đấy thì là người ta giải tỏa, người ta lấy đường lại để, tức là lấy đất lại để làm đường anh chị ạ. Nên là rời xuống đây và căn nhà này thì cũng mới làm thôi. Ở đây thì có một số cái cây cột mới, nhưng mà có một số cây cột thì giữ lại từ cái căn nhà ngày trước, chỉ trà bóng đi thôi anh chị ạ. Tức là chỉ trà lại thôi, trà lại xong rồi đánh bóng thôi, sơn bóng thôi anh chị ạ. Ở đây dưới này là nền gạch này. Đấy, nền gạch. Anh chị thấy gầm rất là cao đúng không? Gầm này thì nó rơi vào khoảng tầm hơn 1 mét anh chị ạ. Tức là nếu mà cột này thì khoảng tầm 1,5 mét, nhưng mà cái này nó thì khoảng tầm gần 2 mét. Nếu mà kê cái này lên nữa là tầm 2 mét. Bên này là vườn này, hàng rào này, vườn này. Đấy. Còn cái này người ta gọi là phản anh chị ạ, phản nhé. Thì cái này là dùng để ngồi chơi thôi, ngồi chơi ăn cơm. Đấy, ngồi ăn cơm hoặc là ngồi nghỉ cũng được. Nói chung là mình muốn làm gì thì làm, ngồi lên đây cũng được. Rất là sạch sẽ. Cái này thì nó để mà làm được một cái miếng phản như thế này á, phải cần một cái cây gỗ rất là to. Nói chung là gỗ này thì em không biết là gỗ chất liệu gì, nhưng mà cái này thì cũng là gỗ, cái này gỗ cũ thôi anh chị ạ. Trà đi xong rồi đánh bạn sơn bóng lên, quét sơn lên. Đấy, rất là đẹp phải không chị? Cầu thang là cũng là cầu thang gỗ luôn anh chị ạ. Ở dưới nền này là một nền gạch, nền bê tông xong rồi ốp gạch lên. Đấy, cho nó đẹp anh chị ạ. Còn đây là một bộ bàn gỗ anh chị nhá. Bộ bàn gỗ để mà cho mọi người ngồi uống nước. À, bây giờ mình sẽ vào bên trong anh chị nhé. Đây là tụi nhỏ đang ngồi chơi anh chị, đang ngồi chơi rất là vui. Bây giờ thì đang là vào dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2022, thì em đưa mấy đứa nhóc vào nhà ngoại để chơi anh chị ạ. Hai đứa nhóc, còn cái này là bé gái kia là con của anh, của bác. Tức là anh của vợ em ấy. Đấy, bộ bàn ghế này thì là em hỏi ông ngoại là cái này là khoảng 16 triệu anh chị ạ. 16 triệu hơn.
Thì gỗ này thì người ta làm bằng gỗ lát hay chị ạ, xong rồi người ta phun sơn bóng lên. Phun sơn bóng hay là keo bóng thì em không rõ. Nhưng mà khoảng tầm 16 triệu một bộ này. Đấy. Cũng nhìn rất là sang đúng không chị? Nói chung là nó làm tôn lên cái vẻ vẻ đẹp của cái căn nhà. Đấy, dưới này là gầm cao này, mình có thể làm sân tiếp khách luôn. Thay vì phòng khách thì mình có thể là làm sân khu vực này mình để tiếp khách luôn. Hoặc là mình làm tiệc tùng ở dưới này cũng được, nếu mà dưới này mình lát sàn không cần phải lên nhà. Đấy. Khu vực nhà thì mình chỉ là ngủ thôi. Đấy, để ngủ thôi. Đấy, còn bên kia là nhà bếp anh chị ạ, nhà bếp. À, sàn này thì là cũng làm bằng sàn gỗ thôi anh chị nhé, tức là ván gỗ anh chị ạ. Nhiều ván gỗ ghép lại với nhau là thành một cái sàn nền nhà, sàn nhà. Bây giờ em sẽ mời tất cả quý anh chị cùng lên xem nhé. Đây, bây giờ cho anh chị xem cái này. À, sàn nhà này thì là căn này thì được làm bằng sàn gỗ anh chị ạ, sàn gỗ anh chị ạ. Đấy, được lắp ghép nhiều miếng gỗ lại với nhau anh chị ạ. Còn bên này là lan can này là cũng làm bằng gỗ luôn anh chị ạ. Đấy. Trên đây thì là lợp bằng mái tôn, mái tôn có mút xốp chống nhiệt anh chị nhé. Cửa này thì cũng làm bằng gỗ luôn anh chị ạ. Tường này cũng làm bằng gỗ luôn, bàn gỗ luôn, lắp ghép lại với nhau. Đấy. Nói chung là ở khu vực em thì là cũng tương đối còn nhiều nhà, nhưng mà bây giờ là nhiều người người ta cũng chuyển đổi qua nhà xây hết rồi. Có một số người thì người ta cũng muốn bán những cái căn nhà sàn như này chị, tức là cũng có bán thôi. Có bán nhưng mà những cái căn nhà sàn mà nó không được đẹp như thế này, tại vì sàn đấy là nó lâu rồi hoặc là ví dụ là nó cũ rồi, người ta muốn bán lại ấy. Bán lại thì mình về nhà về xong mình tân trang lại thôi anh chị ạ. Thì bên trong kia là phòng ngủ anh chị ạ, phòng ngủ của ông bà. Trong đấy thì là nói chung là ở khu vực ngoài đây ấy, thì là phòng tiếp khách hoặc là ngủ cũng được anh chị ạ, ngủ cũng được. Ví dụ là sử có khách đến đông khách quá, hay là ví dụ mình có mở tiệc hay là ăn cơm này kia, ví dụ cần nhiều, tức là cần nhiều diện tích thì mình có thể là lên nhà mình ăn cũng được. Đấy, thì đấy là khu vực ngoài này. Thì ván này là nó sẽ, tức là sàn này thì sẽ được lắp ghép nhiều miếng gỗ lại với nhau anh chị ạ. Nhiều miếng gỗ lại với nhau anh chị nhé. Đây, tức là gỗ này sẽ lắp ghép như thế này. Đấy, ở đây là hình như là đóng đinh gì em không không chắc, là đóng đinh gỗ luôn anh chị ạ. Người ta đóng vào ghép xong người ta đóng vào. Ở dưới thì có một cái thanh gỗ đi ngang qua như thế này. Xong rồi người ta đặt lên, đặt những cái miếng này lên. Thì sàn này thì nó sẽ không kia, không không có gió luồn lên, giống như là luồng anh chị ạ. Nên là về mùa đông thì cũng cũng sẽ ấm hơn những cái căn nhà mà cái sàn này làm bằng luồng anh chị nhé. Đấy, thì cái căn nhà này của ông ngoại em thì là nó cũng về mùa đông thì nó cũng ấm hơn những cái căn nhà bên nhà ông nội của em, tức là bên nhà bố mẹ ruột của em ấy. Đấy, tại vì bên này thì nó khép kín hơn. Đấy, sàn thì là nó làm bằng sàn gỗ luôn, sàn ván gỗ luôn. Ở trong khu vực phòng ngủ đây thì em sẽ không vào được. Nói chung là đây là phòng ngủ của ông bà nên là em sẽ không vào. Nhưng mà trong đây mùa đông cũng rất là ấm luôn anh chị ạ. Tại vì ván đây là ván kia, ván kín hết nên là gió sẽ không luồn vào được, nên là không khí ở trong đây cũng rất là ấm. Đấy, nó cũng không khác gì nhà xây mấy. Đấy, ở trên kia cũng rất là thông thoáng.
Đấy, chị thấy chưa? Nói chung là một cái nhà sàn thì nó sẽ thiết kế như vậy thôi. Đó, thiết kế như vậy thôi. Ở đây một gian, hai gian, trong kia là ba gian, nhưng mà gian nhỏ hơn 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 nhà của ông nội em. Nhưng mà nhìn rất là sang trọng. Tại vì cái này là mới, với lại cũng sơn đánh bóng lên anh chị ạ, nên là nhìn rất là đẹp luôn. Em xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị nhé. Chắc là em xin kết thúc video ở đây thôi anh chị ạ. Nếu mà quý anh chị mà thấy video này hay thì hãy cho em xin một like anh chị nhé. Và nếu mà quý anh chị chưa đăng ký kênh thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh nhé, ủng hộ em anh chị nhé. Để sắp tới em sẽ làm thêm nhiều video hấp dẫn hơn. Đấy. Rồi, xin chào anh chị nhé. But you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The lot of you by God is a peer. But if you don't play that for me, I'm out of here, I'm out of here, eh, eh. I lick my gun and then I'm done. I'm out of here, I'm out of here, eh. I need an old man to tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you of my shoulder. Done with my cigarette, and when all the smoke.